Bây giờ chúng ta sẽ đi xử lý cái thằng floating damage nha Chúng ta vào cái thằng uh, damage floating Chọn cái text, chọn cái scale của nó là 1.8 1. 8. 1. Uh, 1. 8. Ok Cái thằng damage floating này chúng ta sẽ cho cái Strip đó là damage à, uh, floating Đó, chọn đến cái check chọn cái em là auto auto destroy auto destroy chọn disable only thời gian là 0.5 giây ok tương tự chúng ta cũng vào data chúng ta vào puller Outer. đặt tên là damage Floating, cho cái damage floating đây Ok, chúng ta sẽ ra bên ngoài, chúng ta sẽ vào quy pháp enemy, enemy bay này, uh, damage, check, puki, chọn đến cái thằng là damage floating, ok chúng ta chạy game thử nào Bắn thử nào Xem nó có hiện không Đó, nó hiện này Đó Nó hiện nhưng mà nó không có cái animation ha Ok, thì chúng ta sẽ Tạo cái animation cho nó nhé damage floating chúng ta vào text chúng ta vào animation Chúng ta nhấn uh, Create Vào trong cái uh, Chicken Mark này Add này. Animation Tạo ra một cái thư mục Có tên là UI Ok uhm. Chúng ta can đi Chúng ta vào trong cái thư mục Add Animation um... Oh mình vừa tạo ra chỗ nào nhỉ Ok bây giờ nó mới cập nhật bây giờ nó mới hiện Chúng ta vào UI chúng ta Tạo ra cái thư mục Closing Damage Trong này chúng ta đặt tên nhé Tạo ra một cái Animator Controller Đặt tên là Damit Floating Chúng ta vào Damit Floating chúng ta đưa vào đây cái uh, Component nhá Mấy cái này nó che quá Animator Controller Animator đây đưa vào đây cái animator controller ok chúng ta vào cái tab animation này chúng ta bắt đầu tạo nhé create um, chúng ta đặt tên nó là floating đi da uh, damage floating floating ok à à clip đi như này chúng ta cho đến cái phim thứ thứ 10 này cái phim thứ 11 chúng ta cho cái port y của cái thằng damage check của chúng ta là 17.25 À quên. Chỗ này Ctrl Z chúng ta phải nhấn cái nút record 17.25. Ok, như này. Đó. Chúng ta tiếp tục. Ok. Chúng ta sẽ có như này. Nên như này. Đó. chúng ta trỏ đến cái thằng thứ hai nhé trỏ đến cái cái phim thứ là 20 này Frame thứ 20 chúng ta có này à, chúng ta cho cái scale của chúng ta về một nó cho cái scale của chúng ta về một như này Chúng ta có như này. Ok. Chúng ta kéo cái keyframe ban đầu của cái scale nhé. Kéo cái keyframe ban đầu của cái scale lên cái chỗ là khoảng 14 đi, 15 đi. Thì chúng ta sẽ có như này. Nó sẽ lên như này, sau đó nó sẽ bắt đầu là giảm về. Ok. Chúng ta kéo vào là 10 13 đi. Chúng ta trở đến cái frame thứ 2 năm. Chúng ta sẽ cho cái alpha của cái text này về 0 nhé. Cho alpha về 0 này. Chúng ta sẽ được như thế này. Đây, bây giờ chúng ta sẽ vào trong cái à thằng keyframe frame thứ à, 13 này phim thứ 13 cái chỗ mà cái scale nó bắt đầu nhỏ xuống ấy chúng ta kéo cái thằng đây kéo cái thằng alpha về đây ở à, đây chúng ta sẽ kéo cái thằng này này cái thằng này là cái thằng alpha đây Cái chỗ này chúng ta thay đổi cái giá trị nhé. Cái giá trị ở cái thằng alpha này nó vẫn là một này. Cái chỗ này chúng ta vẫn để cái alpha là một nhé. Vẫn để alpha là một Ok. Đấy. Chỗ này một này. Chỗ này chúng ta vẫn để một này. Từ cái chỗ này trở đi. Nó mới bắt đầu là. Nó. Bị như này. Đó nó mới bắt đầu là như này, như này. Xuống như này. Uhm. từ cái chỗ này à từ cái chỗ này cái chỗ này nó vẫn là một đi cái chỗ này vẫn là một nó chúng ta để như này và từ chỗ này bắt đầu trở đi thì nó mới là bắt đầu mờ đi đó bắt đầu mờ đi thử chạy nào cái text này chúng ta sẽ căn giữa hết nhé Căn giữa hết này Căn giữa này đây chết, căn Z, căn Z Chúng ta bỏ record đi Bỏ record đi Cái text này căn giữa hết này Căn giữa hết, đó nó sẽ như này Chúng ta sẽ có cái Lập như này, ok cái thằng này chúng ta không cho nó loop nhé, chúng ta vào damage floating clip không cho nó loop. Thế bây giờ chúng ta sẽ chạy thử nào, xem nó có ổn áp không. bắn thử nào, đó, đó ok, Good đấy, Good đấy, đấy, chúng ta bắn nhiều lần đi, đó ok, ok, nói dạng dạng như vậy có cái animation thì nó mượt hơn chút ok 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 như vậy chúng ta xong rồi nhá, chúng ta sẽ commit lên trên git này, ok 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 Uh, commit to main Puts